Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với những thông tin tiếp theo của giá vàng ngày hôm nay, mùng 10 tháng 11 năm 2023 của YouTube Báo Mới. Giá vàng hôm nay mùng 10 tháng 11 biến động khó lường. Sau những ngày tăng mạnh, giá vàng trong nước rạng sáng nay đảo chiều với mức giảm là cao nhất 250.000 đồng trên một lượng. Hiện tại giá vàng miếng các thương hiệu đang ở niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang ở niêm yết ở mức 69,1 triệu đồng trên lượng mua vào và 70,12 triệu đồng trên lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy, so với rạng sáng ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều. Doji tại khu vực Hà Nội đã điều chỉnh tăng 350.000 đồng ở chiều mua và 250.000 đồng ở chiều bán, xuống lần lượt là 69,1 triệu đồng trên lượng và 70,1 triệu đồng trên lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra ở mức tương tự như khu vực Hà Nội. Phú Quý SJC đang thu mua vàng miếng với giá 69,2 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 70,2 triệu đồng trên lượng, giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều. Giá vàng miếng PNG niêm yết ở mức 69,2 triệu đồng trên lượng mua vào và 70,2 triệu đồng trên lượng bán ra, giảm 100.000 đồng ở chiều mua và 150.000 đồng ở chiều bán so với rạng sáng ngày hôm qua. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở chiều mua và 80.000 đồng ở chiều bán, xuống lần lượt là 69,25 triệu đồng trên lượng và 70,2 triệu đồng trên lượng. Giá vàng thế giới rạng sáng nay đảo chiều tăng nhẹ, với vàng giao ngay tăng 8,4 USD lên 1.958,2 USD trên ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.963,5 USD trên ounce, tăng 5,7 USD so với rạng sáng ngày hôm qua. Sự suy yếu nhẹ của đồng USD trong phiên giao dịch chiều tối ngày 9 tháng 1 theo giờ Việt Nam đã làm tăng một chút sức hấp dẫn của vàng đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Hiện tại, thị trường đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed để biết thêm manh mối liên quan đến lộ trình chính sách tiền tệ trong tương lai của Fed. Cùng với mức lãi suất, nhu cầu trú ẩn an toàn của vàng từ căng thẳng địa chính trị cũng đang dần được cạn kiệt, khiến vàng khó có được mức tăng bền vững trong tuần qua. Nhìn về dài hạn trong một nghiên cứu mới đây của Capital Economics, các chuyên gia cho rằng, mặc dù bất ổn địa chính trị do cuộc xung đột Trung Đông đã tạo ra một số các biến động tích cực cho thị trường vàng, nhưng cuối cùng giá cũng sẽ tăng cao hơn khi Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Vàng có thể kết thúc năm ở mức 2.100 USD trên ounce. Kyran Tombikiskin, nhà kinh tế hàng hóa tại Capital Economics, nói rằng diễn biến liên quan đến xung đột giữa Israel và Hamas dự báo là sẽ không ngăn cản được Fed cắt giảm lãi suất vào năm tới. Chuyên gia này giải thích giá dầu đang dần giảm xuống, điều đó có nghĩa Fed sẽ dễ dàng hơn trong nỗ lực đưa về mức có thể đạt được là mục tiêu 2%. Cùng liên quan điểm thì chiến lược gia đầu tư Philip Peeperson của AG Wealth Management đã nói trong cuộc phỏng vấn với BNN Bloomberg rằng vàng đã chịu áp lực bởi sức mạnh của đồng USD trong năm 2023, nhưng kim loại quý này đã sẵn sàng để bứt phá trong tương lai gần. Chuyên gia này dự báo vàng có thể vượt qua mức 2.000 USD trên ounce một cách vững chắc trong năm tới và có thể thẳng tiến lên mốc 2.400 USD trên ounce. Ông cũng cho rằng vàng sẽ tăng cả khi đợt lãi suất trái phiếu ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ và nền kinh tế Mỹ sẽ đạt được và hạ cánh mềm và tránh suy thoái. Với giá vàng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kisco ở mức 1.958,2 USD trên ounce, tương đương gần 58 triệu đồng trên lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank chưa thuế và phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện là 12 triệu đồng trên lượng.